Du thuyền ở Liêu Ninh bốc cháy. Cây cầu dài 100 mét ở Dương Châu bị gãy. Cát Lâm dông bão, sấm chớp liên hồi. Lở đất quy mô lớn ở Thiểm Tây chôn vùi nhiều nhà cửa. Bão nhiệt đới Mindy sắp đổ bộ Florida, Hoa Kỳ. Hàng nghìn người phải sơ tán do cháy rừng ở Tây Ban Nha. Xe hơi bốc cháy trên đường cao tốc, may mắn cứu được cặp vợ chồng 90 tuổi. Hoàng Sáng chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật thiên tai nhân họa của TCT. Du thuyền ở Liêu Ninh bốc cháy. Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 9 tháng 9, một chiếc du thuyền đã bốc cháy ở bến tàu thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Đoạn video cho thấy phần boong của du thuyền bốc cháy và bốc khói cuồn cuộn. Một số cư dân mạng cho biết qua video có thể thấy thời điểm đó có tàu chiến đậu gần đó. Chiếc du thuyền đã bốc cháy trong hơn 2 giờ đồng hồ. Cây cầu dài 100 mét ở Dương Châu bị gãy. Ngày 10 tháng 9, cầu ở Dương Châu bị một đoàn thuyền chở cát sỏi va vào. Toàn bộ mặt cầu dài khoảng 100 mét chìm xuống nước. Trên đảo có hơn 2.000 cư dân sinh sống. Cập nhật tình hình dông bão Cát Lâm 9 tháng 9. Hôm 9 tháng 9, thời tiết cực đoan đã xảy ra ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Mưa lớn mịt mù, bầu trời ban ngày tối đen như mực. Những cơn gió cuốt liên hồi, đây là cảnh giật tung cửa tòa nhà, kính đã vỡ nát, trơ khung cửa, gió đẩy xô vào trong nhà. Gió lớn cũng giật đổ nhiều gian hàng tại hội chợ, cuốn theo các mảnh vỡ. Lở đất quy mô lớn ở Thiểm Tây chôn vùi nhiều nhà cửa 9 tháng 9. Vào ngày 9 tháng 9, một trận lở đất quy mô lớn đã xảy ra ở Hán Trung, Thiểm Tây và chôn vùi nhiều ngôi nhà. Trong video là một khu vực rộng lớn của núi đã sụp đổ ở đoạn gần quốc lộ 210. Trong video, khi đất đá đang sụp xuống chôn vùi dãy nhà, một phụ nữ đã hét lên, vẫn còn những người ở trong đó. Bão nhiệt đới Mindy sắp đổ bộ Florida, Hoa Kỳ 9 tháng 9. Cơn bão nhiệt đới Mindy hình thành ở phía đông bắc vịnh Mexico đang hướng đến Florida. Theo dự báo, cơn bão có thể gây ra lượng mưa rất lớn. Cảnh báo bão nhiệt đới có hiệu lực từ thành phố Mexico, Florida đến sông St. Hatchie ở phía đông đất nước. Ngoài ra, khu vực này cách Louisiana khoảng 500 km, nơi vẫn đang hồi phục sau cơn bão Ida. Hàng nghìn người phải sơ tán do cháy rừng ở Tây Ban Nha 9 tháng 9. Thảm họa thiên nhiên ngày 9 tháng 9 năm 2021, Tây Ban Nha đang bốc cháy, hàng nghìn người phải sơ tán do cháy rừng ở Estepona. Ngọn lửa bắt đầu vào khoảng 9:30 tối thứ Tư và kể từ đó đã thiêu rụi khoảng 2.000 hecta của khu vực rừng rậm được gọi là Sierra Bermeja. Tổng cộng 939 người đã được sơ tán khỏi 4 cộng đồng ở Estepona. Xe hơi bốc cháy trên đường cao tốc, may mắn cứu được cặp vợ chồng 90 tuổi. Xe hơi bốc cháy trên đường cao tốc Liên bang Mỹ, nửa thân sau của chiếc xe bùng lên ngọn lửa lớn và cuộn khói mịt mù. 5 người đàn ông đã kịp thời mở cửa, giải cứu cặp vợ chồng 90 tuổi.
Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.